Thắng Hoàng chào các bác nhé. Hôm nay thanh lý cho anh em cục đẩy này, gọi là thanh lý lỗi để anh em về làm lại. Thì tình trạng báo như sau và cũng giá cũng báo như sau thưa các bác. Thì về mặt trước con đẩy này thì nói chung là em mới mở nắp thôi, thì cũng nhìn thấy tình trạng chưa có sửa chữa nhỉ, chưa có đụng chạm bất cứ cái gì tay em đụng vào đâu nhá. Đấy, mặt là nguyên bụi này, cái này mặt phay nhôm anh em lau thì sáng đẹp lắm này. Đấy, công suất 700 nhé, mã DA 7.2. Đây, tất cả công suất nếu như anh em thợ mà người ta nhìn vào là ta biết được công suất này, cầu chì này, cầu chì đang còn nguyên này. Đấy, cầu chì đang còn nguyên này, nghĩa là cái tình trạng công suất sẽ gần như là không bị chết, gần như là không bị chết. Đó, cái này thì máy này á thì tụ xem nào. Máy này thì tụ nó sẽ nằm ở trên 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 bo công suất luôn. Đây, một con tụ, hai con tụ, ba, bốn con tụ này. Bốn con tụ nó nằm trên suất luôn nhá anh em nhá. Bo này bo liền tụ này, bo suất liền tụ này. Đấy, nguồn độc lập này. Dấu hiệu là chết. Chết cái phần này. Cái phần này là cái phần điều khiển quạt nha anh em nhá. Đấy, cái phần này là cái phần nguồn điều khiển quạt thôi. Nguồn điều khiển quạt, nguồn nguồn cấp, nguồn 24V cấp cho dơ le và quạt. Đấy, cấp cho dơ le và quạt, nói chung là nguồn quạt và dơ le. Đấy, tình trạng là như vậy. Thì thấy như vậy thì em cũng không có cắm điện nhá, không có cắm điện. Đấy, máy còn nguyên bản luôn, dây rác họ mới cắt đây này. Đấy, xài ngắn gọn vừa phải đẹp. Đấy, anh em nào mua thanh lý thì thằng Hoàng bán cho anh em Thắng Hoàng bán cho anh em giá 1.800.000 nhá, 1.800.000 anh em về xử lý nhá. Thì về cái nguyên bản của máy móc là không có hỏng gì ngoài cái phần nguồn phụ thôi, không quá phức tạp. Đấy, không quá phức tạp. Cái này kể cả anh em nào thích độ chế thì cấp cái nguồn 24V vẫn ok, lược bỏ qua cái phần nguồn đấy. Cái này thì vẫn sửa bình thường anh em, không vấn đề gì nhá. Anh em nào có nhu cầu mua thì gọi điện cho Thắng Hoàng qua số 0969 800 985. Xin chào các bác nhé.